trời sôi bạn ơi. Quá ngon quá ngon. Này là bà xã mình nấu đó các bạn. Nó bà Tân quê lóc, này là bà Trang quê lóc. Nấu nồi bún riêu. Trời vẫn còn tối nữa các bạn. Đó, nhìn đây. Đó. Hơn 4 giờ tí xíu nữa các bạn. Đây là cái quán nhà mình nè. Để mình giới thiệu sơ cho các bạn xem nha. Đây là cái tủ lạnh. Tủ lạnh nó đã bị hư rồi nha. Đó, trong này nó có đủ thứ luôn các bạn. Nước ngọt, trà sữa, nước mía. Câu thạch gì từ lưa trong này nha các bạn. Ngăn này là ngăn để đồ bán, còn đây là đá, tắc, cà phê rồi để riêng. Có xe mía đá nữa các bạn. Đây là nước ngọt. Hôm chiều mình đi làm vậy mình mới mua thêm bó mía nữa. Còn đây là cái lưới các bạn, lưới để làm bẫy cắn nha. Nhưng mà mình chưa có rảnh thời gian để mình làm. Quá ngon các bạn ơi, nhìn chả nước miếng luôn, chả cua nữa các bạn. Đây là nồi nước nha các bạn. Hồi nãy là chưa có huyết, chưa có cà. Bây giờ là có huyết, có cà rồi. Quá tuyệt vời. Khói lên nghi ngút luôn bạn ơi. Thử miếng này. Mời bạn thử nha. Rồi nhập tiệc các bạn ơi. Mời các bạn ăn bún kêu nha. Đây là tay. Đây là chú Sáu nhà kế bên. Còn đây là thầy. Còn đây là Lộc, chủ tiệm của mà sửa điện thoại các bạn. Còn tay này là chủ tiệm của sữa mùa tưa. Đây là các bạn thấy không? Nguyên đóng luôn nè, mùa tưa nè. Bạn nào mà xài muốn mùa tưa gì đó, hai ngựa, ba ngựa gì đó thì liên hệ với tay Thắng nha. Rồi thử nha các bạn. Thử tay nha, tay nghề của ông xã. Chú Sáu nhặt cái bên ngon chú Sáu. Ngon bạn ơi. Mời bạn ngủ chả nha. Vậy mà khỏe hay sao? Mới dắt xe vô mới về tới nha. Điện tới trước mình thì cũng được đi. Không, mình dẫn xe ra rồi đi chòi. Này mắm tôm không? Sao không chở bà xã lại Lộc? Ban ngày ta không có gì đâu, sợ ban đêm thôi. Con heo này chắc hầm lâu rồi nè. Nấu hồi tối nè, bà ngủ quên đó. Bây giờ nó hơi mềm, thấy không? Mềm chứ ngon. Nấu hồi tối nấu lò than đá. Biển lông quá. Biển lông. Không dám ăn quá. Vừa hút nó vừa kẹt.
Nước mía, nước mía bạn ơi. Cái này ta làm bún riêu mà nhức răng. Đây, đây là Tân Vlog, đây là bà Trang Vlog mà các bạn. Bà Trang Vlog làm cái món bún riêu cua nha. Mở bạn nước miếng nha. Chị nấu rồi không vậy mà 12 giờ vậy. 12 giờ đấy vậy. Thôi đi ra thấy thấy cái nồi phải không? Dạ không. Tối kêu qua nhậu ngoài đãi bò nó rồi là xong luôn rồi, với thịt gà là xong rồi, là hết ăn luôn, chỉ uống. Nó hồi tối á mà không qua nhậu á mà cái thịt bò thịt gà không mà hết ăn luôn. Lộc tỷ. Cần nhất á, cái gà á. Không. Hôm món mày dễ ăn, đổ ngay được đâu. Nốt luôn hả? Cháo tét với sò huyết rồi xong rồi ngay. Nghe khỏi nhà nha. Sau hồi chiến đấu sạch xanh bạn ơi. Còn quá tay thắng thì còn vài cục xương để vô. Sạch xanh luôn. Quá ngon, nuốt luôn, nuốt xương luôn bạn. Cho chứ để qua đây là nghe bạn. Đó. Quỷ mới nuốt xương nổi. Còn ông thắng. Ngon quá anh ơi. Đây. Là muốn kêu đây ngon quá. Rồi. Chắc luôn không? Bà Trang Vlog bắt cười luôn. Cười đủ 10 cái găng luôn các bạn.